Kính chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị vào chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 14 tháng 9 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Người dân cần hình thành thói quen phòng dịch trong tình hình mới, trong đó khẩu trang vẫn là quan trọng. Quận Bình Tân phát triển ứng dụng bản đồ không ảnh giúp giải quyết nhanh hiệu quả công tác quản lý về đất đai. Cảnh giác trước việc kẻ gian gửi tin nhắn giả mạo ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản. 17 triệu người ở châu Âu mắc hội chứng Covid kéo dài trong 2 năm đầu của đại dịch. Thưa quý vị, sáng nay lễ giỗ lần thứ 722 của quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã được tổ chức tại đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo thuộc quận 1. Lễ giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo hàng năm là dịp tưởng nhớ công ơn của vị anh hùng dân tộc, vị thiên tài quân sự kiệt xuất và kỷ niệm chiến thắng Bạch Đằng Giang lần thứ 3 chống quân xâm lược Nguyên Mông. Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn sinh năm 1228, mất năm 1300, quê làng Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Hà Nam Ninh, nay thuộc tỉnh Nam Định. Ngài là anh hùng dân tộc, ba lần đánh bại quân Nguyên Mông và là tác giả bài Hịch Tướng Sĩ còn lưu truyền đến ngày nay. Trải qua hơn 7 thế kỷ, tư tưởng giữ nước lấy dân làm gốc, cùng tri thức quân sự, cách dùng người và lòng trung quân ái quốc của Hưng Đạo Đại Vương vẫn là bài học sâu sắc đối với các thế hệ hôm nay và mai sau. Lễ giỗ diễn ra với nhiều nghi thức cùng các hoạt động biểu diễn múa lân rồng, ban nam nữ tế lễ. Dịp này, ban quản lý đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo đã trao tặng 100 triệu đồng cho quỹ vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu tổ quốc, 200 triệu đồng quỹ vì người nghèo và 50 triệu đồng học bổng cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới. Khẩu trang khử khuẩn kết hợp thuốc điều trị công nghệ ý thức người dân là thông điệp 2K cộng mới nhất của Bộ Y tế và được sửa đổi để phù hợp với phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Trong đó, khẩu trang vẫn là biện pháp hàng đầu trong phòng chống dịch, được khuyến khích sử dụng ở mọi nơi. Các địa điểm công cộng, đường phố, bến xe, công viên hay những địa điểm có không gian kín như rạp hát, rạp chiếu phim được Bộ Y tế khuyến khích đeo khẩu trang. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn chủ quan. Em có đeo nhưng mà do là lần đầu ra Hà Nội, nó không khí nó mát quá nên em cất đi, em hít thở không khí tí, nên khẩu trang của em lúc nào cũng có trong túi. Thật ra thì bản thân em luôn có khẩu trang bên người. Với những cái địa điểm không gian mà nó thoáng đãng và nó có không khí lưu thông thì em thấy là mình có thể bỏ khẩu trang. Với những cái hội trường mà nó chật hẹp quá và người đông quá thì em thấy càng nên đeo khẩu trang. Theo quy định, tại nơi tổ chức sự kiện, cơ sở văn hóa, du lịch, nhân viên, quản lý và người tham dự phải dùng khẩu trang. Khi em ra đường hay là đến nơi công cộng đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe, thứ hai là bảo vệ mọi người xung quanh mình. Bây giờ ấy, gần như là nó đã trở thành thói quen rồi. Đây là những nơi tập trung đông người thì em thấy là việc đeo khẩu trang rất là cần thiết ạ. Đeo khẩu trang nơi công cộng, thực hiện khử khuẩn thường xuyên được các chuyên gia khuyến cáo là biện pháp dự phòng cá nhân, bảo vệ sức khỏe hữu hiệu. Vì vậy, để hai điều này trở thành thói quen cũng chính là điều tích cực góp phần giảm sự lây lan của dịch COVID-19 trong cộng đồng. Quận Bình Tân vừa phát triển một ứng dụng có tên gọi Không Ảnh Tích Hợp Bình Tân. Hình ảnh chụp từ máy bay vệ tinh được đưa lên nền địa lý giúp cán bộ quản lý kiểm tra hồ sơ quá trình tạo lập đối chiếu hình ảnh từ năm 2009 đến nay để phục vụ cho công tác thụ lý hồ sơ, giúp giải quyết nhanh và hiệu quả cũng như là chính đáng về nhu cầu của người dân. Đây là nỗ lực của Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình chuyển đổi số ngành tài nguyên môi trường nói riêng và hệ thống quản lý đa ngành đa lĩnh vực nói chung. Tại phòng đăng ký đất đai quận Bình Tân, bình quân mỗi thụ lý viên như anh Trần Giang Nhật phải giải quyết khoảng 130 đến 150 hồ sơ mỗi tháng. Nhưng với ứng dụng bản đồ không ảnh tích hợp sẽ giúp công tác này hiệu quả và nhanh hơn. Thì khi mà áp dụng cái phần mềm này thì nó thuận lợi là mình có thể mình truy xuất được cái thời điểm để mình quản lý được cái căn nhà đó là xây dựng thời điểm nào. Ở đây mình sẽ thấy là cái phần màu xanh là cái phần công trình xây dựng năm 2012 và cái phần màu tím là phần xây dựng công trình trong năm 2019, biết nhận biết được một cách tự động là những khu vực nào là có xây dựng công trình, từ đó đảm bảo được quyền lợi hợp pháp của người dân. Quận Bình Tân là một trong những cái quận đi đầu, căn cứ vào cái dữ liệu nền địa lý, tỷ lệ 1/2000, 5000 mà Sở Tài nguyên Môi trường vừa hoàn thành, Ủy ban dân quận Bình Tân đã trồng các cái lớp liên quan đến vật kiến trúc, nhà cửa trên đất, thay vì trước đây phải kiểm tra ở hiện trạng ở thực địa, kiểm tra ở bản đồ giấy, thì hôm nay tích hợp được các cái dữ liệu đó thì hoàn toàn làm trên các cái dụng cụ và công cụ thông minh và hỗ trợ nhanh cho người dân và doanh nghiệp. Sắp tới đây, Sở Tài nguyên Môi trường sẽ thực hiện dự án chỉnh lý bản đồ địa chính trên toàn địa bàn thành phố. Lúc đó, các ngành sẽ quản lý đi vào chi tiết, phục vụ người dân tốt hơn nữa liên quan đến lĩnh vực đất đai. Tiếp theo là các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán đầu tuần đã tăng khoảng 20 đô la Mỹ so với mức tuần trước, theo nguồn tin của Reuters. Hiện giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng đều trong mấy ngày qua.
Lý do được cho là tuần trước, Ấn Độ đã cấm xuất khẩu gạo tấm và áp thuế 20% đối với xuất khẩu nhiều loại ngũ cốc khác. Đây là nỗ lực ổn định giá, đáp ứng nhu cầu của hơn 1,3 tỷ dân quốc gia xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới này. Giá gạo vì thế đã tăng 5% tại châu Á kể từ sau thông báo của Ấn Độ. Trong khi đó, để kịp thời hỗ trợ, giảm khó khăn cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải, Bộ Tài chính đang dự thảo đề xuất giảm phí đối với 4 lĩnh vực giao thông vận tải. Cụ thể, giảm 50% mức phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt, giảm 50% phí trình báo đường thủy nội địa và 50% lệ phí ra vào cảng bến thủy nội địa. Dự kiến thời gian giảm thực hiện trong 3 tháng, bắt đầu từ tháng 10 đến hết tháng 12 năm nay. Những năm gần đây, hệ sinh thái rừng nước ta bị suy giảm do biến đổi khí hậu và nạn phá rừng. Để khôi phục lại những cánh rừng đã bị mất, vài năm gần đây người dân sống dựa vào rừng và những bạn trẻ yêu thiên nhiên ở Tây Nguyên đang tiếp cận với một phương pháp canh tác mới, đó là phương pháp bom hạt giống. Phương pháp này đang được nhân rộng tại những địa phương có nhiều diện tích rừng bị tàn phá ở miền Trung Tây Nguyên, trong đó có Đắk Lắk. Những vị khách quen thuộc của Buôn Đờ Rung, xã Giang Tao, huyện Lắk. Họ là những thành viên của nhóm tình nguyện, thường xuyên đến các buôn làng để tuyên truyền, hướng dẫn cho bà con làm bom hạt giống. Những quả đất tròn còn khá mới mẻ với nhiều người, nhưng ai cũng có thể làm được. Đây là một quả bom hạt giống. Nó sẽ có đất là thành phần chính, nhưng mà đất này thì có rất là nhiều phân cho đốt để tạo ra một cái mảng vi sinh và hữu cơ và bo những cái hạt giống vào trong. Nó sẽ mang lại tán rừng đẹp và mang lại cái nhiều tầng tán, đa tầng tán giúp cho cái khu rừng được tái sinh. Đắk Lắk là điểm nóng phá rừng ở Tây Nguyên. Chỉ vài năm gần đây, hàng ngàn hecta rừng ở địa phương này đã bị đốt, phá trắng và không ít cánh rừng đã được tái sinh nhờ những quả bom hạt giống. Bom hạt giống là một cái cách để đưa cái cây nó về với thuận tự nhiên nhất. Và tái sinh nó như vậy thì cái cây nó phát triển rất là khỏe và bền theo thời gian. Việc nhân rộng phát triển hệ sinh thái vườn rừng đa tầng tán dựa trên nền tảng đầu tiên là bom hạt giống là một hướng đi đúng đắn. Từ đó giúp người dân có ý thức bảo vệ rừng và xa hơn là tạo ra một hệ sinh thái, một tương lai xanh, bền vững. Thế giới hôm nay có gì? Nước Mỹ trước nguy cơ xảy ra các cuộc đình công lớn liên quan tới việc cải thiện việc làm. Thùng rác thông minh tự phân loại rác, phát minh của các nhà khoa học Australia. Thưa quý vị, trong báo cáo hàng tháng công bố ngày 13 tháng 9, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC đã giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm nay và năm sau. OPEC viện dẫn những dấu hiệu cho thấy các nền kinh tế chủ chốt đang hoạt động tốt hơn dự kiến, bất chấp lạm phát ngày càng tăng. Báo cáo cho biết nhu cầu dầu mỏ của thế giới sẽ tăng 3,1 triệu thùng một ngày trong năm nay và 2,7 triệu thùng một ngày vào năm tới, không thay đổi so với những mức dự báo được đưa ra hồi tháng trước. OPEC dự báo tiêu thụ dầu toàn cầu trong năm 2022 và năm 2023 sẽ lần lượt ở mức trung bình 100 triệu thùng một ngày và 102,73 triệu thùng một ngày. Theo OPEC, nhu cầu dầu mỏ năm tới dự kiến sẽ được hỗ trợ bởi tình hình kinh tế vẫn vững chắc ở các nước tiêu thụ chủ chốt. Nước Mỹ đang đứng trước nguy cơ xảy ra các cuộc đình công lớn liên quan tới việc cải thiện việc làm. Khoảng 1.300 nhân viên của tờ Thời báo New York đã quyết định làm việc tại nhà và tuyên bố sẽ đình công các yêu cầu không được đáp ứng. Trong khi đó, ngành đường sắt cũng có khả năng sẽ tê liệt khi đàm phán về tăng lương và bảo hiểm y tế vẫn chưa ngã ngũ. Trong lá thư gửi tới công ty chủ quản của Thời báo New York, các nhân viên tuyên bố tiếp tục làm việc từ xa trong tuần này, đồng thời đe dọa đình công nếu công ty không đáp ứng các yêu cầu của công đoàn. Theo các nhân viên, việc trở lại văn phòng cần được thương lượng giữa hai bên, giống như các điều khoản về mức lương. Đại diện công ty cho biết đã lắng nghe ý kiến và sẽ xây dựng phương án quay trở lại văn phòng từng bước và linh hoạt. Trong khi đó, văn phòng vận tải đường sắt của Mỹ có khả năng bị gián đoạn vào cuối tuần này do hai tổ chức công đoàn đường sắt lớn nhất đất nước có thể phát động đình công để yêu cầu cải thiện điều kiện làm việc. Hồi đầu năm 2020, 12 công đoàn đường sắt lớn nhất của Mỹ đã thương lượng với các tập đoàn chủ sở hữu lao động về việc tăng lương và cải thiện bảo hiểm y tế, nhưng chưa đạt được thỏa thuận. Dự kiến các bên sẽ phải đạt được thỏa thuận trước hạn chót 17 tháng 9 tới. Báo cáo mới của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho thấy khoảng 17 triệu người ở châu Âu đã mắc hội chứng COVID kéo dài, hay còn gọi là hậu COVID, trong 2 năm đầu tiên của đại dịch. Kết quả được đưa ra dựa trên số liệu từ 53 quốc gia châu Âu trong giai đoạn 2020-2021.
và chiếm khoảng 20% tổng số trường hợp mắc COVID ở lục địa già. Tôi phải nghỉ việc 9 tháng, sau đó đi làm lại, rồi lại phải nghỉ việc lần nữa. Sau một năm rưỡi chật vật vì COVID, có những thứ tôi không thể làm được nữa. Các triệu chứng hậu COVID thường thấy gồm mệt mỏi, cơ thể đau nhức, tâm trạng thay đổi thất thường, suy giảm hệ thần kinh và khó thở. Những người mắc COVID nặng phải nhập viện có nguy cơ bị di chứng COVID cao hơn. Theo các chuyên gia, các loại vaccine hiện nay có thể giúp ngăn các triệu chứng nặng của COVID-19, nhưng không đảm bảo giúp người bệnh tránh khỏi hậu COVID. Hãy tưởng tượng bạn không cần phải suy nghĩ về việc phân loại rác thải, chỉ cần bỏ rác vào một chỗ duy nhất, quá trình phân loại sẽ tự động diễn ra. Một nhóm chuyên gia ở Sydney, Australia đã chế tạo một thiết bị thông minh để làm được điều này. Chiếc thùng rác thông minh này được tích hợp những công nghệ mới nhất như Internet vạn vật và trí thông minh nhân tạo AI để phân loại rác thải. Chúng tôi sử dụng nhiều cảm biến để nhận diện trọng lượng và chất liệu. Chúng tôi thực hiện một thuật toán AI để phân loại rác thải, sau đó robot sẽ bỏ rác vào đúng vị trí. Thiết bị này thậm chí còn có thể phân loại những loại đồ nhựa khác nhau như nhựa PET và nhựa HDPE. Chúng tôi huấn luyện thiết bị AI bằng hàng trăm hình ảnh, không chỉ có vẻ bề ngoài, nó có thể nhận diện được cả đặc điểm của rác thải. Các nhà phát triển hy vọng có thể đưa sản phẩm vào sử dụng tại các trường học, trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim, các cửa hàng và sân bay. Nhiều nỗ lực xây dựng nền nông nghiệp thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu đang được tiến hành trên thế giới. Mô hình trang trại với kỹ thuật canh tác phi truyền thống tại Ai Cập là một ví dụ. Nông trang Tulima rộng khoảng 25.000 m², được gia đình ông Saif Mohamed Salama áp dụng trồng thủy canh và trồng thẳng đứng trong nhà kính. Đất canh tác được thay thế bằng mụn sơ dừa. Với phương pháp trồng thẳng đứng, các kệ được xếp chồng lên nhau, cho phép cây phát triển xen kẽ theo chiều dọc. Trong khi đó, với phương pháp thủy canh, cây được trồng trong những thùng nhựa tái chế với độ ẩm và nhiệt độ được kiểm soát kỹ lưỡng. Nhờ phương pháp canh tác mới, chủ trang trại chỉ cần sử dụng 10% tài nguyên cần thiết cho canh tác ngoài trời, đổi lại năng suất cao gấp 10 lần so với phương thức truyền thống. Việc không sử dụng thuốc trừ sâu cũng giúp tiết kiệm chi phí cho những sản phẩm hữu cơ an toàn. Tiếp theo trong mảng an ninh trật tự, Công an Lào Cai bắt giữ hai đối tượng đánh chết người khiếm thị do mâu thuẫn trong khi nhậu. Ô tô mất lái đâm vào hông xe bồn đang đậu bên đường, hai vợ chồng bị thương nặng. Hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai đã bắt giữ hai đối tượng để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là một người bị khiếm thị. Hai đối tượng gồm Ly Xe Suy, 38 tuổi và Phu Thó Suy, 48 tuổi, cùng trú tại xã A Mú Sung, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận, tối ngày 11 tháng 9, Suy và Suy cùng với ông C, 38 tuổi, tổ chức ăn nhậu tại nhà Suy. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, sau khi uống rượu xong, giữa Suy và nạn nhân xảy ra mâu thuẫn. Do bị khiếm thị nên ông C ra ngoài nhặt một cây gậy cùng một hòn đá rồi đi vào nhà Suy. Trong lúc vừa đi vừa chọc gậy xuống nền nhà để xác định phương hướng thì ông C đã chọc vào chân Suy. Lúc này Suy giật lấy cây gậy rồi giục vào vùng đầu và tay ông. Sau đó đối tượng lấy chổi nhựa cán inox tiếp tục đánh vào lưng nạn nhân. Chưa dừng lại, Phu Thó Suy còn cầm một ống điếu cày đánh liên tiếp vào đầu ông và đẩy nạn nhân khiếm thị ngã ngửa ra sân dẫn đến tử vong. Sáng nay, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường DT741 đoạn qua thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Chiếc ô tô 5 chỗ bất ngờ mất lái tông thẳng vào đuôi xe bồn dừng bên đường, khiến hai vợ chồng bị thương nặng. Khoảng 9 giờ sáng, chiếc xe ô tô loại 5 chỗ do người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển chở vợ trên xe lưu thông trên đường DT741. Khi đến đoạn qua khu phố Tân Trà, phường Tân Bình, chiếc xe bất ngờ mất lái tông thẳng vào đuôi xe bồn phía trước đang dừng đậu bên phải đường. Cú tông mạnh khiến xe ô tô bị dính chặt đầu dưới gầm xe bồn, phần kính xe bị đuôi xe bồn gầm vỡ nát. Hai vợ chồng trên xe ô tô bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu sau đó. Lực lượng chức năng đã có mặt xử lý vụ tai nạn. Một vụ va chạm khác cũng xảy ra vào sáng nay tại tỉnh Bình Phước. Khoảng 9 giờ 30 phút, chị Hồ Thị Diễn, 26 tuổi, điều khiển xe máy lưu thông với tốc độ cao trong đường nhánh ra đường DT741. Do không làm chủ tốc độ, chị đã tông xe máy thẳng vào hông xe tải, chưa rõ người điều khiển, đang lưu thông trên đường DT741. Cú tông mạnh khiến cô gái và xe máy bị văng dội ngược trở lại. Chị Diễn bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch. Lực lượng chức năng đã có mặt điều tiết giao thông và xử lý vụ tai nạn.
hôm nay Công an tỉnh Bình Phước tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ một thi thể đang phân hủy được người dân phát hiện dưới suối. Nạn nhân là nam giới, danh tính chưa được xác định. Trước đó, chiều tối 13 tháng 9, một số người đi làm vườn ở gần con suối không tên thuộc phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long bất ngờ ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên nồng nặc từ dưới suối. Khi lại gần thì phát hiện một thi thể trôi dạt sát bờ suối đang trong quá trình phân hủy. Nhận tin báo, các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Nạn nhân được xác định là nam giới, cao khoảng 1m7, tử vong trong tư thế nằm sấp, trôi dạt vào sát bờ suối. Thi thể đang phân hủy mạnh. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh danh tính nạn nhân, đồng thời điều tra, làm rõ vụ việc. Còn tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, một nam sinh rơi từ tầng cao ký túc xá khu B Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tử vong. Vụ việc được bảo vệ tòa nhà đi tuần tra phát hiện vào khoảng 4 giờ sáng nay. Nhận thông tin, các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, xác minh lai lịch nạn nhân. Qua đó xác định nạn nhân tên NDC, 22 tuổi, quê Kon Tum, sinh viên năm cuối và tạm trú tại ký túc xá. Người nhà cho hay sinh viên này vừa bị nhà trường đình chỉ học tập, vì vậy ký túc xá cũng thông báo cho người này chuyển ra ngoài. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Hôm nay, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt quả tang một cơ sở sản xuất hàng tấn phân bón trái phép tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Cơ sở này do ông Lê Văn Quang, 38 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Doi Con Đà Lạt, làm chủ. Thời điểm kiểm tra, ông Quang đang thực hiện sang chiếc phân bón từ bao 25kg, nhãn hiệu Hai Bình, xuất xứ Trung Quốc, vào bao 1kg, nhãn hiệu Super Humic Acid Powder, xuất xứ Mỹ. Ông Quang khai nhận mua phân bón của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Hải Bình, sau đó đóng gói vào các bao bì giả nhãn mác xuất xứ, rồi phân phối cho các cơ sở kinh doanh phân bón trên địa bàn. Cơ quan công an đã lập biên bản niêm phong, thu giữ 39 bao phân bón Hải Bình với tổng trọng lượng hơn 1 tấn, cùng các loại máy móc sang chiết đóng gói tại kho hàng, đồng thời thu hồi gần 1 tấn phân bón đã được công ty này đóng gói, phân phối cho các đại lý. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý. Thưa quý vị, dù đã có cảnh báo liên tục từ các cơ quan chức năng và các ngân hàng, nhiều người vẫn sập bẫy kẻ gian. Chỉ cần click vào các đường link độc hại đi kèm tin nhắn mạo danh ngân hàng, thông tin và tiền trong tài khoản của người dân sẽ không cánh mà bay. Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi, đánh vào sự sợ hãi cả tin của khách hàng. Thì mình có nhận được tin nhắn, bạn đã sử dụng cái dịch vụ này, nó yêu cầu mình là nếu mà mình không có xác nhận thì sẽ bị trừ cái số tiền đó. Khi mà nhấp vào cái đường link thì nó dẫn đến một trang web mô phỏng lại ứng dụng Internet Banking của ngân hàng. Khi mà mình đăng nhập vào cái app đó, cảm thấy hơi bất an cho nên là mình mới vô Internet Banking chính để mà mình kiểm tra lại thì phát hiện ra là đã bị trừ tiền trong đó. Theo các luật sư, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm nếu truy cập link giả mạo. Trường hợp chủ tài khoản không thực hiện bất kỳ thao tác nào, nhưng tiền trong tài khoản bị mất, thì lúc đó trách nhiệm sẽ thuộc về ngân hàng. Đối với việc lừa đảo này, số tiền chiếm đoạt mà nó đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự, cái hành vi này có thể bị khởi tố với cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có khung hình phạt cao nhất có thể lên đến là tù chung thân. Để tránh bị lừa đảo, người dân cần tập trung thông tin từ ngân hàng, cảnh báo từ cơ quan chức năng, không làm theo bất cứ một yêu cầu nào từ các tin nhắn hoặc cuộc gọi có nội dung lạ chưa được xác thực. Trong trường hợp vô tình thực hiện, hãy trình báo ngay với cơ quan công an. Thưa quý vị, tại giải đua xe địa hình HTV Challenge Cup diễn ra vào ngày 16 tháng 9 tới đây, thì chuyên nghiệp chính là hạng đấu duy nhất có đến 3 nhà vô địch khác nhau trong 3 mùa giải đã qua. Điều này cho thấy cuộc cạnh tranh sẽ vô cùng hấp dẫn và khó đoán. HTV Challenge Cup 2022 có sự tham dự của 24 đội xe ở hạng chuyên nghiệp, trong đó có 3 đội từng vô địch là Bích Chi, Ba Đức và đương kim vô địch ABO. Lúc này các đội đều đã hoàn tất việc nâng cấp xe, sẵn sàng tranh tài chính thức vào ngày 16 tháng 9 tới. So với phần lớn các đội sử dụng động cơ máy dầu, đội xe Ba Đức, nhà vô địch mùa giải 2020, vẫn ưu tiên sử dụng động cơ máy xăng. Cái chính là cái người lái xe chính phải biết được cái công suất mình, công suất cái động cơ và biết cái tầm, và tầm máy ở đâu, và khi đó mình phải điều khiển cái chân của mình như thế nào để thích hợp. Trong thi đấu off-road, không có chiến mã hoàn hảo, cũng chẳng có thử thách dễ chinh phục. Chỉ có sự cảm nhận và khả năng xử lý tình huống khéo léo, khác biệt mới xuất hiện. Tay lái Duy Đức đã thể hiện điều đó trong 3 mùa giải đã qua. Và giờ đội xe của anh đã sẵn sàng cho mùa giải thứ 4 với đầy sự hứng khởi.
Thông tin cập nhật thưa quý vị, chiều nay một vụ cháy nhà dân xảy ra trên địa bàn quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến ứng cứu. Khoảng hơn 14 giờ chiều nay, người dân thấy khói tỏa ra mù mịt bên trong căn nhà nằm trên đường 53D, phường Tân Tạo nên hô hoán. Mọi người hô hào huy động bình chữa cháy mini để dập lửa. Tuy nhiên khi tiếp cận vào khu vực cháy, khói tỏa ra gây ngộp, buộc người dân phải chạy ngược ra ngoài. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Bình Tân đã điều xe chữa cháy cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiến hành dập cháy. Ít phút sau, đám cháy được dập tắt. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn bên trong căn nhà không có người. Hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy nhà đang được công an điều tra làm rõ. Quý vị vừa theo dõi xong chương trình 60 giây của chúng tôi. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào 60 giây sáng mai vào lúc 6 giờ 30 phút trên cả hai kênh. Đó là HTV7 và HTV9. Xin kính chào tạm biệt quý vị.